Vâng, Đại Thanh Audio gửi lời chào tới toàn thể anh em nhé. Thì trong một cái clip em có làm trước là đã giới thiệu với anh em về chất âm của đôi loa DE. Thì cũng có một vài anh em có nhắn tin Zalo là muốn hỏi chi tiết thêm về cái về cấu tạo của cái phần máy móc trong cái phần liên bộ đó. Thì hôm nay em Thanh sẽ quay chi tiết lại cho anh em xem. Với đôi loa thì đã giới thiệu với anh em rất nhiều. Đây là đôi loa DE có mã là 12 Pro. Đấy, MR 12 Pro thì em còn duy nhất một đôi. Con này là hàng lướt, gần như mới rồi. Đó, thì đôi đó em bán là 9,5 triệu bát 30 và duy nhất một đôi cuối cùng. Còn về phần máy móc thì em có đánh bằng một con đẩy cờ lát ABH có công suất 800W nhân với lại hai kênh, mỗi kênh 800W. Thì đánh với đôi loa này là dư công suất và thừa công suất và rất là tốt và rất là hay luôn. Và con đẩy này thì em đang bán có giá là 5,5 triệu. Con vang Eric có mã EK9600 này, nó sử dụng một con chip đời mới nhất. Hiện tại bây giờ là chip đời 5 rồi. Đó. Thì con vang này em Thanh đã bán lẻ với giá 7 triệu. Đấy. Và con mic không dây thì em phối trong bộ này là em phối một con rất là phổ biến, Misa M550. Bộ này thì nó hát cho rất nhiều người có thể hát được. Đấy, có một vài trường hợp không hát được cái mic này, đó là như anh em mà giọng thuốc lào quá thì không hát được thôi. Còn lại là đa phần là đàn ông đàn bà. Đấy, anh em tập hát, anh em hát chưa hay thì mua con mic này rất là hay. Đó. Thì nguyên cái bộ này nếu mà theo bộ thì em sẽ bán là 14,5 triệu. Anh em cộng với đôi loa 9,5 triệu thì nó sẽ ra tổng là 24 triệu. Vậy thì bộ 24 triệu này thì có thực sự là đã là hay. Đấy. Thì cũng chia sẻ với anh em là về cái bộ này nó sẽ chơi rất là tốt trong những không gian 25-30 m². Và đôi loa này khi em cấu hình với cái bộ này nó rất là đủ dài vì mình đã căn chỉnh mà anh em. Đó, đã căn chỉnh thì tất nhiên nó sẽ hay. Còn vang số thì ở đây em cũng chỉ là hiệu chỉnh để cho em là người cảm nhận hay nhất. Đấy, còn tất nhiên phải đến nhà anh em chỉnh thì anh em mới thấy nó ok được, chứ còn qua clip nó chỉ là một cái gọi là rất là khái niệm cho anh em thôi. Để anh em cảm nhận nó cơ bản thôi. Đấy, em cũng phải chia sẻ thật như thế. Còn đi chỉnh cái mic cái vang số này nó rất là phức tạp. Đấy, và gần như là đến 95% là các bác không biết dùng vang số. Em cũng nói luôn như thế. Có rất ít là khoảng 5% lẻ loi là biết dùng. Còn lại là đều phải có thợ đến nhà chỉnh thì nó mới hay. Còn không, con vang số này nó chỉ như một cục sắt thôi, không có một ý nghĩa gì nếu mà khi không có người hướng dẫn và chỉnh cho anh em tại nhà. Anh em nhé. Thì sau đây xin mời anh em đến với những cái bài test của cái bộ 24 triệu này. Nó sẽ rất hợp ở những không gian là 25-30 m². Và với giá tiền này thì anh em cũng đừng có nghĩ là vì nó rẻ mà nó không hay, nó rất là ok nha các bác nhá. Sau đây xin mời anh em đến phần test nhà. Lần nào cũng thế, sống sẽ thế, mất anh rồi em sao, hai ca khúc karaoke để gửi tới nhau. Ca khúc đầu tiên là ca khúc Ai Chung Tình Được Mãi qua một cái phong cách nhạc sống để gửi tới nhau tham khảo nhé. Thì trước khi mà hát thì em sẽ kiểm tra cái mic trước. 6, 7, 9, 10, 1, 2. Thì với phong cách làm mic thì em cũng nói luôn là em đang làm cho em hát hay và em cảm nhận là hay các bạn. Còn mỗi người có một cái cảm nhận hay khác nhau. Còn tất nhiên có vang số khi mà người mà biết chỉnh như em đến để hiệu chỉnh cho các bác thì nó sẽ rất là tuyệt vời. Đấy, cũng em cũng chưa gặp trường hợp mà em đi chỉnh mà bị chê cả. Đấy, nên các bác hoàn toàn yên tâm là khi mà đã alo gọi điện và số điện thoại mà đặt em bộ này và đến nhà lắp thì nó sẽ không có bị chê đâu. Gần như em chưa gặp trường hợp là bị chê để mang về cả. Đấy, thì xin mời anh em đến một ca khúc mà Ai Chung Tình Được Mãi với giai điệu cha 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 gửi tới nhau. 6, 7, 9, 10, 11, 12.
mặt hai. Bình minh ơi dậy chưa, cà phê sáng với tôi được không? Trời tôi quang anh đông, sao thấy cô đơn và lạc lòng? Đêm tôi đã ngủ chưa, ngồi đây uống với tôi vài ly. Say thì cứ say, yêu thì bỏ đi. Đôi khi ta gặp nhau để dạy nhau cách sống trong khổ đau. Thơm một người không hề toàn tình. Đôi khi anh dừng lại, chẳng hiểu đang khóc, đang đau vì ai. Khóc vì đau, vì duyên mình đã sai. Nhiều khi muốn một mình nhưng vợ không cho. Sợ cảm giác trong vắng mỗi ngày mỗi lần, sợ chạm vào nỗi nhớ u vơ, gian gian diu diu mập mờ. Năm chưa xong đã vội đổ vỡ. Ừ thì anh thấy một mình nhưng sợ sợ cô đơn. Ok, đó là một cái phần hát ca khúc Ai Chung Tình Đường Mãi theo một cái phong cách nhạc sống. Em sẽ gửi tới anh em tiếp một cái phần nữa, đó là một ca khúc nhạc trẻ mang tựa đề Xin Lỗi Người Anh Yêu. Đôi loa này hát trong phòng 25-30 m² thì bao hành, còn anh em thích nó nghe nhạc tốt hơn, anh em mua cho em một hộp súp. Còn đối với những bác mới chơi, chơi đúng bộ 24 triệu thì là bao hành. Bác đẹp rồi, chặt đẹp rồi. Có lẽ anh và em ta nên dừng lại. Có lẽ anh và em mình chia tay. Kết thúc là điều anh không muốn. Anh biết như thế làm em đau. Không phải vì anh đã hết yêu em, mà vì khoảng cách đôi ta quá xa. Ôi ơi anh xin lỗi vì đã không để đến bên anh lúc này. Người yêu cho anh và hãy cứ tha cho anh em nhé. Chẳng thể nào thay đổi vì chính anh cũng không thể nào hiểu được. Rồi ngày mai sẽ quên. Đây là một bài hát khá là cao. Với đôi loa này thì anh em mà yêu hát thì rất là thích được. Đôi loa này hát cực tốt rồi. Và giá của nó cũng rất tốt rồi. Dừng lại.
nay cũng đã làm một clip nó khá là dài, để chủ yếu là để hát một vài cái bài để gửi tới anh em, thì cũng chia sẻ với anh em môn nghệ thuật karaoke này ấy, thì nó rất là nhiều yếu tố. Quan trọng nó vẫn là cái nhu cầu sử dụng của các bác, cái không gian của các bác như thế nào thì các bác chọn dòng gì cho nó phù hợp. Đó, còn dòng loa này tất nhiên nó là một đôi loa bass 30 và nó cũng khá là đủ dài. Còn anh em mà đã thích nghe nhạc thì nên phải chơi súp. Còn anh em thích hát, chúng ta chỉ cần một đôi này duy nhất cho không gian dưới 30m2 và chơi một cái hệ rất là cơ bản thôi, đẩy va số và một con mic đó. Thì em làm một clip ngắn này để anh em tham khảo với một cái cấu hình là vang số, mic không dây, đẩy hai kênh và một đôi loa cho không gian dưới 30m2. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những cái clip tiếp theo với những cái chia sẻ về những cái bộ karaoke như các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể các bạn.